Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chỉnh cái cây cái dạng bụi rừng các bạn. Cây này là cây Vĩnh Lợi, mình mới ship về cũng lâu rồi. Nhưng mà mình không có chủ yếu là mình để dưỡng nữa. Cái tàn này thì nó ra cũng rất dài nè, các bạn thấy không? Cái lá Vĩnh Lợi nó khác người ta, thấy không? Tròn, thấy chưa? Đó. Nè, cái đầu nó nè các bạn. Nó ra quá dài. Mình bây giờ là mình phải chỉnh lại các bạn để tạo hình. Cái này cái dáng cái bụi phơm này là thông rừng nha các bạn. Nó có cho trái các bạn. Nó cho trái cho qua. Thì lát mình sẽ quay lại cho các bạn. Cái cây này á mình không có bãi theo bài bản các bạn, mình có để tự nhiên. Tự nhiên tại vì cái phơm này á là mình phải để tự nhiên các bạn. Tự nhiên để làm gì? Để cho nó có qua có trái nhiều. Mình lại thích những cái dáng này các bạn. Mình nói thật nha, cái cây một cốt một thân á thì ai không thích, nhưng mà đối với cây hải châu các bạn thấy không, nó khó là cái gì? Những cây đắt lượng á là những cây nhỏ nhỏ không à, đắt lượng các bạn nhỏ không à. Tại vì các bạn biết sao, có những cây bây giờ nó thuộc cái dòng ở biển đảo không đó, dòng biển đảo, do đó bây giờ là nó cần phải nó ấy các bạn, nó kẹt đá rồi nó lên nó lớn rồi kia đó, nó cũng cong co quẹo thôi. Còn riêng những cái cây mà nó có có nhiều các bạn nè, mình mua kẽm các bạn hơn nhau một cái là cái kẽm này là kẽm 2,5 ly nè, còn kẽm dưới là kẽm 2 ly nè, mình mua nhau hơn nhau là 5 ly thôi, nhưng mà nó cũng dễ vẽ các bạn. Chứ các bạn bây giờ là mua nhiều khi á những cái tàn chim này mình vẽ ra để mình kiếm cái trái nó, kiếm qua kiếm trái nó. Đó, cọng nào lớn thì mình vẽ 2,5 ly, còn cọng nào nhỏ hơn mình vẽ 2 ly. Đó, mình phải để cho nó dễ làm. Khi ép nó quá cái bẻ xong cái cọng kẽm nó ra cọng kẽm rồi cái tàn nó dính theo luôn là nó xức ra các bạn. Hoặc mà ép nó quá cọng kẽm lớn quá thì cái tàn này nó không trụ được trong cái thân đó, nó sẽ xức ra. Tại vì mình trồng mình bé mình dặn mà đó, thì mình phải làm cái gì nó phải cho nó được. Bây giờ là cân xứng với nhau không? Đó. Mấy cây này để cái tạp chim này móc nó có qua cái trái thì cũng coi được các bạn. Đặt cái cây này không có lớn các bạn, cộng nó bằng con út có nhỏ, con út có đầu lũa ăn có, nói chung là cái 2, 4, 5 thân đó, 5 thân thì mình cứ làm đi, làm theo ý của mình đi. Các bạn chơi kiểu này các bạn làm theo ý các bạn đi, đừng có coi ai á, đừng có nghĩ suy nghĩ cái cây này là tôi phải bẻ dày mà giờ nó không được cái thế đó thì không biết làm sao. Cứ làm theo ý của mình thì cảm thấy được á thì mình cứ chơi, còn không được mình sửa nữa vậy thôi. Chứ đừng có đắn đo gì cái kiểu này nó muôn màu dễ, mỗi người người ta bẻ cái thế người ta đặt cái tên. Bay bay thì người đặt cái dáng quyền, đổ thì người ta đặt cái dáng thác đổ rồi bán thác đổ không, người ta đặt vẫn cái tên không, thác đổ rồi bán thác đổ là gì, cũng vậy thôi không. Nhưng mà bây giờ bán thác đổ thì nó là nửa đổ nửa quyền đó các bạn không, người ta đặt đó là con người mình đặt nha, các anh nghệ nhân lớn tuổi ta đặt chứ mình không có dám đặt cái đó. Sắc đổ rồi bán sắc đổ dần dần cái đó chuyện của người ta. Luôn
có cái dạng mà 2 ly rưỡi, và 2 ly rưỡi thì mình mới phát hiện cái shop Trường Thảo ở ngoài Bắc Giang Nam Định gì mình cũng không nhớ nữa. Đó, thì bán 2 ly rưỡi là mình hốt liền, mua liền, tại vì những cái nào cần phải 2 ly rưỡi là mình phải vô 2 ly rưỡi, còn cần nào 2 ly phải vô 2 ly. Nó thấy vậy quá để cho nó không, mình bẻ cây các bạn, bẻ cái nhánh đó, nó không bị tét, rồi không bị cái dạng không bị ép à. Mình là thích vậy các bạn, bẻ bẻ xào xào chẻ chẻ này đó. Ở cây, trong cái cây các bạn, cây Vĩnh Lợi là mình yêu nhất, thích nhất, mình có đặt hàng mà có hàng đó thì mình ôm hết. Các bạn nào có thì cái alo mình, nói chung là cây Hải Châu này mỗi người thích dòng các bạn, nhiều bạn lên bán là nói là sông cầu chứ chưa có ai, tôi thấy chưa ai nói là cây Vĩnh Lợi hay hoặc cây biển đảo nào, nhưng Vĩnh Lợi này á các bạn, mình nói luôn, nhiều khi các bạn hỏi tôi cũng không biết được, là tôi nói bây giờ á, cây Vĩnh Lợi này á, theo mình á là nó theo mình mà mình hỏi ngay chỗ La Cà các bạn, các anh đi khai thác á, nói là nó thuộc bán đảo, nó nằm giữa cái đập Đà Ghi, Đà Ghi gì đó, thuộc cái huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Đó, cái bán đảo này nó nằm vậy đó. Thì cứ rồi ảnh đi khai thác, ảnh cũng không biết cái này ở vùng này mà có trái đẹp nữa các bạn. Khai thác lâu năm vậy, là trồng, rồi ra hoa ra trái, rồi từ đó mình mới ấy ra, không? Mới thấy, mới ngộ nhận ra là cái cây này nó đẹp, nó qua trái, nó đạt, thì anh em ta khai thác nhiều để người ta chơi thôi. Bây giờ cái rễ không còn các bạn, mình hỏi giờ vô trồng một rễ cho mình đi, những cái rễ nào đẹp đẹp á giờ cũng không có luôn, mà rễ khó trồng các bạn, trồng chết đó. Rễ khó trồng lắm, anh em ta khai thác, người ta mà về ta bán thì ta chuyện người ta hướng dẫn sao mình biết chứ, La Cà lấy cho mình đưa mấy cái rễ chết sạch thôi, không có cây nào sống. Để bóp cũng vậy vậy, khó lắm. Phải, nói chung là cái gốc đây trồng còn chết lên chứ xuống đây, cái rễ làm sao sắp nổi. Anh em người ta quay clip người ta nói như này kia nọ, chứ thật ra mình trồng Hải Châu rễ rồi này kia nọ mình cũng làm hết rồi. Đó. Giờ rễ sơ sơ rồi các bạn, bây giờ biết làm sao. Cái này trước đây mình cũng có bẻ nước rồi, lúc đó mình mới đem về mình có uống sơ sơ đó các bạn. Mình thấy kẽm là mình nhớ, chứ mình cũng không nhớ mình có sữa chứ uống cái này chưa. Đơn giản là vậy thôi. Nó không gì khó. Có nhiều mình làm nhiều. Có là do mình đó các bạn. Mình muốn nó phải theo, mình muốn nó là phải vậy. Phải đẹp vậy. Hay đó phải có vậy. Khó, khó là do mình đó, mình suy nghĩ ra. Còn cứ nhiều của mình làm nhiều đi ha. Đó là do mình nghĩ ra nó phải như vậy, nó phải theo cái ý của mình thì nó khó thôi.
Rồi tạm thời nó là vậy. Cây này đang sung các bạn, đang tươi tốt. Đang cho hoa các bạn. Đây, nó cho hoa này quay với mình. Ở cái máy này quay cho các bạn xem nha. Cho hoa nè các bạn. Đây cho hoa nè. Cái dính lại vậy các bạn. Những cây tàng riêng này á là nó xuyên qua lắm. Bởi vì những cây tàng riêng này á các bạn mua trên mạng rất là mắc chứ không có rẻ đâu. Ở đâu kênh nào cũng vậy thôi. Những cây tàng riêng á là các bạn biết sao mà nó cho qua cho trái nhiều không? Nó già các bạn. Chứ không phải vì cây châu nào cũng có trái á mà nó già là có trái. Nó già là nó cho trái thôi. Cho qua nè các bạn. Qua nè. Cái này nó sẽ cho qua rất là nhiều nếu mình tác động nó vô như vậy. Nó sẽ cho ra rất qua rất là nhiều. Đó. Giờ mình cứ để im im đi. Nó cho lúc nào mình hay lúc hưởng lúc nấy. Đó cái này bẻ hơi lỗi nè. Chẳng hạn chị hê cái này. Đó. Rồi. Tiếp đây cũng dài các bạn. Nó vậy. Mình chơi một cái lồng này thì mình chủ yếu sau này mình chơi cái phơm này các bạn. Mình nói các bạn nghe luôn là mình chơi làm sao mà nó là nó lên vậy nó xuống vậy nè. Nó xuống vậy nó xuống vậy nó bên đây nó vậy là. Rồi mình chơi một cái tàn dù hay là cái gì cũng biết nhưng mà nó cho trái đặc thì cây này đẹp các bạn. Nói chung là thân thì nó thả cũng không có gì đẹp. 37 21 chọt qua chọt lợi nhưng mà cái cũng được. Năm thân. Đó cái thân bằng ngón út mình nè. Không có lớn. Nhưng bộ này mình mua rất là đắt vậy thôi. Đó, trên xuống này các bạn. Đó. Rồi mình kết thúc clip đây nha các bạn. Wow. Nhìn cái hải châu giờ nhỏ nhỏ chút chút không. Cây lớn không có mà kiếm cái bụi này giờ không có luôn á. Kêu vô kiếm mới cho mình kêu la cà vô rồi ngay chỗ Vĩnh Lợi kiếm mới cho mình cũng không có luôn.